phát triển. Ngày hôm nay rất là vui để chúng ta đã cùng tham dự chương trình lễ kỷ niệm 10 năm câu lạc bộ ô tô Suzuki Hải Phòng hình thành và phát triển giao liên ô tô Suzuki toàn quốc. Và chúng tôi xin chào tất cả các thành viên từ các tỉnh thành và quốc tế đến đây và chúc cho các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và hạnh phúc trong cuộc sống.
cảm ơn rất nhiều và rất tuyệt vời, đúng không ạ? Xin cảm ơn phần biểu diễn của mọi người đã mang đến một không khí vô cùng sôi động.